Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, Ban Quản lý Hồ Hoàn Kiếm và Phố Cổ Hà Nội phối hợp với các đơn vị cá nhân tổ chức nhiều hoạt động sự kiện văn hóa. Theo đó, triển lãm trực tuyến với chủ đề Hỡi đồng bào thủ đô sẽ diễn ra từ ngày hôm nay, ngày 20 tháng 9 đến ngày 31 tháng 10, giới thiệu đến đông đảo công chúng những tài liệu lưu trữ và hình ảnh minh họa về cuộc đấu tranh chống Pháp của quân dân Hà Nội từ cuối thế kỷ 19 đến năm 1954. Trong đó rất nhiều tài liệu lần đầu tiên được công bố. Triển lãm dưới hình thức 3D trực tuyến giúp người xem có thể trải nghiệm không gian Hà Nội trong cuộc kháng chiến chống Pháp mọi lúc mọi nơi. Tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố Cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ diễn ra chương trình biểu diễn âm nhạc truyền thống của nhóm Đông Kinh Cổ Nhạc vào 20 giờ ngày 19 tháng 10.